Em kính chào quý thầy cô, em tên là Xuyên Nguyễn, mã số định danh của em là 2374 nhà 129. Em xin rút ra bài học tâm đắc ngộ ra của em buổi thứ 85. Buổi 85 này mình học về triết lý giáo dục tận gốc. Thì ở đây nó có ba cái thuật ngữ là mình cần nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ và hướng đến con người, đến bảy sự giàu toàn diện. Thì khi chúng ta đạt được ba cái điều này rồi đó thì chúng ta bắt đầu phát triển thêm, bồi dưỡng thêm về cái bảy tính cách của con người, tức là bảy dạng người mình cần trở thành. Em sorry, tức là bảy dạng người mình cần trở thành. Thì sau khi mình bồi dưỡng được bảy dạng người mình cần trở thành này đó thì mình sẽ giúp cho mình đạt được những cái về tài chánh, về sức khỏe, về mối quan hệ và về đời sống nội tâm. Từ đó thì mình sẽ xây dựng được cho mình con mình bốn cái yếu tố đó. Và cái điều tốt nhất á, là chúng ta giáo dục cái triết lý giáo dục tận gốc này, chúng ta đưa vào trường học thì sẽ giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện hơn. Đối với cái cộng đồng quýt đó, thì thầy sẽ thành lập tâm thức viện để từ đó đưa cái giáo dục tận gốc này cho cái cộng đồng con của chúng ta, là những cái bạn sống trong cái ngôi nhà quýt này á, thì sẽ được giáo dục tận gốc, tức là nâng tầng bậc trí tuệ, nâng tầng bậc nhận thức nội tâm và hướng con người đến bảy sự giàu toàn diện. Em thấy một cái bức tranh rất là tuyệt vời cho cái thế hệ của con cháu của chúng ta, sẽ giúp cho các bé được trưởng thành hơn. Em xin cảm ơn bài học hôm nay của thầy, và sau đó thì tụi em đã được vào thảo luận trong cái ngôi nhà chung của mình. Thầy em rất biết ơn bài học này của thầy ạ.